Này dọn vệ sinh cho anh em này. Có ít cưa hệ toàn sửa tin vít nha anh em, tay cụt này, tay cụt đắt tin này. Này, toàn đồ phụ tùng zin đẹp này. Ít cưa sửa tin 021 còn máy đẹp bao zin hết nha. Đó, rồi ngồi rửa sạch sẽ này, 021 quá đẹp này. Đó, về chỉ có gỡ mũi sơ sơ bên ngoài ra để vệ sinh thôi nha anh em, còn lòng bạc mày là em bao zin hết toàn bộ cho anh em luôn nhá, chưa có bổ máy nhất gì ra nhá. Nó chỉ có gỡ mấy cái ốc ra bên ngoài ngoài vệ sinh sạch sẽ thôi. Đó, máy quá mới luôn. Hàng chính hãng nha anh em, tất cả đều có mộc đã tin hết này. Đây, những đồ chính hãng thì nó đều có cái mộc đã tin nó dập hết này, như lốc này, chắn côn này, tán lam này, tăng xích này, từ chi tiết nhỏ nó cũng có chữ đã tin dập hết này. Đó, tay cầm này, bị xăng lớn tay tay cầm này. Đó. Bên trong thì nó cũng gì hết này. Vô lăng cũng dập hết này. Nòng cũng dập chữ S-tin này. Đó, cục điện nó dập chữ S-tin ở cái mặt này, vừa sạc đi mới thấy nhé. Nắp xăng nắp ghét đó, đồ zin nó là vậy nhé, chế đó, chế đều chữ S-tin hết này. Đó là hàng chính hãng nói nha anh em nhé. Đó, nói chung là máy bãi về thì bên nước ngoài là sử dụng nó không thay thế như đồ Việt Nam nữa. Nòng đấy zin hết, vô lăng rồi zin hết, nắp xăng nắp nhớt cũng zin hết, chế zin hết. Nói chung là mua máy bên em là toàn hàng đi lựa đẹp thôi nha. Đó, hàng hệ này. Máy rất đẹp, lốc chén cồn tăng xích, chung là bao zin từ đầu đến đuôi cho anh em hết, áo gió tất cả đều có mộc tin hết này. Họ bao check hàng, bao test hàng đầy đủ nha. Họ bô biết tất cả đều zin hết nha. Đó, giờ rửa sạch đi rồi, chung là sửa sơ sơ là xịt máy rửa xe là nó sạch thôi em nhé, không có cần bổ máy ủ miếc gì nhá. Đó, bạn về tem mát còn theo máy hết nhá. Đó, rửa lên là bao đẹp luôn. Đó. Giờ xin kết thúc video đây, anh em nào có nhu cầu mua máy móc gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 nhá. Đó, bao uy tín chất lượng, máy hàng hệ anh em. Họ toàn máy hàng hệ luôn. Đắt tiền em nhá. Máy này thì nó không hề rẻ đâu nha. Đó, nhưng mà chất lượng nó và thương hiệu nó thì nói chung là anh em cầm máy đi người ta biết hàng xịn luôn. Cái thương hiệu nó quá nổi tiếng ở thị trường thế giới rồi. Đó, thế giới chỉ có Estin và Husqvarna là hai cái thương hiệu mà đẳng cấp nhất thôi, quá nổi tiếng luôn. Đó, thì anh em cầm cầm cái máy đi người ta nhìn thấy cái tên thì cái là người ta biết máy đắt tiền, anh em không cần phải quảng cáo máy luôn. Đó, nhưng mà giá nó cả nó hơi đắt đỏ một chút nha em nhé. Đó. Rồi, xin kết thúc video đây, anh em đón chờ cái lô máy mới của Hoàng nhé. Đó, các bác nào có nhu cầu muốn cưa Estin hàng thương hiệu lớn thì cứ liên hệ qua số điện thoại cho em nhé. Đó, những cái riêng hãng này là rất là hiếm nha, lâu lâu có shop người ta bán chứ không có bán nhiều tràn lan đại hải thì các cái dòng máy rẻ rồi nha.